Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình nhá. Hôm nay thì mình đã quyết định là bay về cảng Novo để thử săn tìm cây súng mới ASM xem coi là có thấy không nào. Chứ bay vào mấy khu kia mình chả thấy đâu. Đây rồi. Trước mặt mình có một tên này. Ủa, chạy nhanh thế nhở, ông này vẫn chưa có súng à? Mình dí luôn. Bây giờ là mình đang sống vội anh em ạ. Rồi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu này, làm cây mới nhá bạn ơi. Bạn quá đen rồi. Đó. Một kill đầu tiên này, không biết là đồng đội đâu. Mình cứ đi lút đi. Ôi, từng chân bên trái này. À, đây rồi. Ôi, ông này có súng chưa đấy? Hình như chưa có hay sao mọi người ơi. Vẫn đang còn đi lút kìa. Đây, mình lút cái giáp. Ơ kìa. À, chắc bạn là con bot thôi. Để mình qua mình lút cái phớt nữa là mình công luôn này. Vâng. Con bot nó không ship cây súng mới cho mình nhỉ? Ui. Vẫn đang chạy kìa. Hình như ông này vẫn chưa tìm được súng hay sao ấy mọi người. Chứ nếu như mà có đấy mà có súng chắc là bắn mình rồi. Mình dí luôn. Không biết là đã có súng chưa nữa, mình cũng không rõ. Đây, mũ hai này phớt luôn này. Rồi, đủ giáp mũ rồi anh em ơi. Còn sợ gì nữa. Có shotgun nữa mà. Chơi luôn đi, đang kê cái trước mặt hay sao ấy. À, sau thùng à. À, không những có súng rồi mà lại là có cái cây súng mình đang cần anh em ạ. Đùa đây. Vâng. Ông nào mà cầm cái súng này là mình phải gạt vội luôn. ASM gọi là A3 can đây rồi. Vâng. Mình không cần biết nó là A3 can hay là A4 can hay thậm chí là 5 can. Mà mình gọi cây này là cây ảo tưởng sức mạnh đó. Anh em biết lý do tại sao mình gọi cây này là cây cây ảo tưởng sức mạnh không? Tại vì nó tên là ASM, viết tắt của từ ảo sức mạnh ấy. Bình thường thì nghe tiếng súng nghe rất là đanh đúng không? Nghe rất là to còi. Nhưng mà bắn thì như quần què vậy. Hôm nay thì mình đã có được cây này ngay đầu game rồi. Và sẽ cố gắng gọi là cầm cây này từ giờ đến cuối trận và lấy cái top 1 cho anh em nhé. Hôm nay mình cũng đã đổi tên sang tên mới rồi. Mấy hôm trước toàn để cái tên còn cái hòm, toàn 19 kill chết thôi. Vâng, đúng là tâm linh không đùa đâu đâu anh em ạ. Hôm nay đổi thành tên gọi là Lộc BN19 luôn cho nó xem gọi là còn đen nữa hay không nào. Còn 19 kill nữa hay không nào. Đây, tiếng chân ngay trước mặt mình này. Này, khả năng chắc là bạn của nó đấy. Đang kê ngay trước mặt thôi anh em ơi, mình sẽ vòng phải đi. Ồ, có hai tiếng chân luôn à. Vậy là hai 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 ông còn lại. À, ốp bom à. Đây, trong thùng này vẫn ở. Úi rồi ôi, lom kha lom khom. Tần cú trước mặt thì có ra cứu không, ra gạt luôn bây giờ ấy. À, vẫn không ra. Không ra này, không ra này. Ông vẫn chưa ra. Đồng đội là dở thôi. Ông này như là cũng có súng mới này. Đấy, vào cảng này đông. À quên, nhiều súng dã man luôn đi. Bình thường mình vào cái khu school ấy, tìm không thấy luôn anh em ạ. Còn tên cuối trước mặt thôi. Vãi nồi con bot. Hề luôn đi. Có tên còn lại đâu nhở? Có khi nào trong ở trong nhà không ta? Có một ông đang đứng trong này này. Đây rồi. À, XG Phan Lộc. Trời ơi. Mình vừa giết Phan rồi anh em ơi. Trời ơi không biết luôn đi. Ơi, mình phải xem nào. Ác này không có cái biểu tượng, xin lỗi nhờ, quỳ xuống nhờ. Ơ kìa, ấn nhầm. Vãi cả trưởng, giết pha lại còn nhảy nhót thế này là dở rồi. Sorry bạn, trời ơi không biết luôn ý. Sao lại bạn này làm gì chỗ này nhờ? Bạn này khả năng là còn lại của cái team kia phải không ta? Chắc là ghép auto mất trình hay sao ấy. Rồi, mình sẽ trải nghiệm luôn con tàu điện không người lái nhá. Cũng update cái chế độ này một thời gian rồi mà mình chưa từng đi con này cho anh em trầm trồ, nhưng mà thực sự là chơi bên cái sự kiện này thì cái định nghĩa cam cầu nó không có ý nghĩa luôn anh em. Các bạn lên xe này các bạn ngồi đi qua cầu bất tử luôn, không thằng nào bắn được bạn luôn. Kể cả chúng nó ốp bom dùng đủ các cách đi chăng nữa thì ngồi trong này là qua cầu một cách dễ dàng luôn, easy game luôn, 10 team cũng không thể làm gì bạn được. Anh em thấy không? Đấy, đấy, cho nên là nhiều khi mình bay vào quân sự mình toàn phải đi tàu điện để qua cầu cho an toàn. Đi xe nhiều khi có team cam cầu ấy, hơi kiểu ngại. Đấy, trải nghiệm con tàu điện không người lái đấy một tí, xem coi lượn lượn qua cung đường này có người không, mình sẽ ngồi trên này mình bắn luôn. Đấy, hợp lý, ở đấy vừa mới nói xong, tiếng súng trước mặt này, hai team bắn nhau à? Hai team thật rồi anh em ơi. Ồ, chống bông vào hội nghị. Đây rồi. Trời ơi, vâng, bạn đen lắm bạn ơi. Nào còn tên nào nữa không? Tí nữa mình sẽ đi qua và mình sẽ đứng trong này mình sấy anh em xem này. Đấy, hôm nay cầm cây này gắn cốp 3 gọi là sấy gần sấy xa được hết.
Mỗi tội là xấy xa là cái này là hơi mù mắt đấy. Nào, đâu rồi, đâu rồi? Đồng đội đâu rồi? À, trong nhà này này. Ra đi bạn ơi, ngó ra, ơ kìa. Không ngó ra anh em ơi. Mày con xe, không phá được con đấy. Thôi bỏ luôn đi, mình đi tìm chỗ khác vậy. Chung cư bị lốt cho nhà để mình xem nào. Cửa hình như là bị mở rồi. Trên nóc cửa mình thấy cửa bị mở rồi anh em ạ. Ô đây đây, có một tên này. Úi dồi ôi. Bác tài cho em xuống xe. Bác tài ơi, cho em xuống xe bác tài ơi. Đúng rồi, trời ơi đi quá rồi, lố quá. Quả đấy mà dừng ngay chỗ đấy mình bắn được là ngon. Đây trước mặt mình có con xe luôn này. À đang đứng yên này anh em ơi. Ui ơ kìa, không vào đầu anh em ạ, tiếc nhờ. Hai tên luôn. Đây rồi. Ẻo, tên này lại còn nhấp đấy chứ. Vâng, đứng yên cho bắn mà cũng không hết shot được anh em ạ. Bắn snipe có 6 thật là mù mắt quá đi. Ui con bot à, giật cá mình. Đây mình sẽ lên con xe máy tương lai này luôn. Vâng, clip này quá là nhiều cái mới rồi đấy. Con này thì thật sự em đi nó cũng khá si đà. Nào, đứng đây, bắn luôn này. Ơ này là bạn nói sao nhỉ, hay là con bot đây? Con bot. Ui, nó treo vào tàu điện ngầm rồi. À quên tàu điện chứ. Trời ơi. Ui, chung cư vẫn đang còn tiếng súng kìa. Thôi mà kệ đi, mình sẽ dí cái team này trước. Đang bắn nhau mà là chạy thoát. Rồi, vậy là tàu này cua sang bên trái à. Mình sẽ qua bên cái trạm nghỉ này, mình sẽ đón luôn anh em ạ. Không biết có kịp không nữa, con tàu điện này đi nhanh phết. Đây, mình sẽ đi đường tắt đi. Mình phải đi đường tiểu ngạch. Kể mà mình tới trước mình đón được thì ngon. Ui không kịp rồi anh em ơi. Không, mình không kịp rồi. Mình đứng đây mình đợi. Ốp quả bom xem nào. Nó ra rồi anh em ạ. Có hai tên luôn. Này thì ăn bom đi bạn ơi. Trời ơi. À đứng trong nhà vệ sinh à. Đây. Lọt luôn này, chết này. Nóc là công luôn này mọi người. Ui. Không công à, quên không nóc à. Một tên đã công qua bên trái rồi. Một tên thì vẫn đang đứng trong đấy. Một tên bên trái này ai quy phết, lợi dụng cái tàu điện nó đang chạy. Nó công qua luôn anh em ạ. Ok kìa, sao lại phá xe mình vậy bạn. Ui ôi, bom. Ái dào ôi. Trời ơi, quả đấy mà tham minh một cái thì thôi chết luôn rồi đấy anh em ạ. Bọn này biết bắn đấy. Nó phá xe rồi, nó bom, nó công các thứ đấy chứ. Mình sẽ sầm mốc, che tầm nhìn bên phải trước này, bên trái luôn đi. Còn tên kia nó công lại, nó lấy cái góc tường trước mặt mình là thôi mình toang lại đường góc này là thôi xấu luôn. Khó thế nhở. Từ vòng trái xong rồi mình luồn ra sau, mình thử bắt cái tên ở chỗ bên này trước đi xem nào. Vâng, có team nào vừa bắn flare gun ngay sau lưng mình nữa chứ. Khó phết anh em ạ. Ờ kìa, nó ốp bom kìa. Mình thì mình hết bom hết rồi. Bây giờ bắt buộc là phải tìm góc nào nốc được cái này mới công được. Chứ bây giờ hai tên, mỗi tên một góc như thế này mình không thể công được anh em ạ. Trời ơi, góc này cũng khó luôn. À, nằm này. Úi dồi ôi. Con rắn đây rồi, con rắn đây rồi. Bò đi đâu bạn ơi. Ai quy với chúng tôi này. Đừng tưởng mình không thấy. Đây, còn tên còn lại ngay trước mặt mình. Ồ, sau bờ tường rồi. Nào. Trời ơi, quả này mà còn bom thì ngon rồi. Biết thế, nãy mình để lại một quả bom. Đỡ bom. Ấy à. Bom được phết đấy, để về vòng trái đi. Vòng trái là mình có góc mình nhìn được tên này này. Đây rồi, mình thấy rồi này. Ơ kìa. Vâng, tên này nghe cũng tỉnh phết anh em ạ. Mình đi rõ xa như thế rồi vẫn nghe được. Đã thế mình công mình chơi luôn. Đâu nhở. Ơ. Hay là nằm đâu đấy, cẩn thận đấy. Sợ nó nằm gần đây anh em ơi. Ơ kìa. Ủa đâu người ta vừa mới đứng ở đây mà sao nhanh thế. Con này tốc biến rồi à.
Ui, hoang mang thật sự ấy mọi người ạ. Vừa đứng ở đây nha, mình công lên cái mất tích luôn. Tốc biến thật sự luôn đi. Thôi không được rồi, không được rồi. Thôi mình nghĩ là mình nên lùi về thôi anh em ơi. Chầy cối với tên này mãi là chết đấy. Lượn qua nhà này xem coi là có cái băng đạn mở rộng hay không. Nhưng hiện tại mình vẫn chưa có cái băng đạn mở rộng cho cây súng này cô. Cây này bắn đã mù mắt rồi mà đạn ít nữa. Gặp team 4 nó công vào thì toang đấy. Không có luôn. Thôi mình lấy xe chỗ đằng kia mình đi luôn vào bo thôi anh em ơi. Mình sẽ lấy chung cư cao nhất đi. Công chung cư anh em cứ cái vào cái chung cư cao chỗ cao nhất này, các bạn lên trên nóc các bạn đứng này. Nếu như mà có người thì các bạn công luôn cái team này, các bạn lấy trên nóc là các bạn sẽ rất là an toàn. Được mấy khu nhà dưới dễ bị toang lắm. Nhưng có tiếng súng bên trường học nữa chứ. Ồ, vậy là nóc này không có ai luôn à? À, mình thấy rồi này. Úi giời, tốc biến này. Không biết hai team đang bắn nhau bên đấy sao nhỉ? Ui, một tên ở dưới nữa. À, thì ở trên này đứng yên là cả mình nốc được này anh em. Nào đứng yên đi bạn. Không đứng yên chứ. Ô, tên này đứng yên này. Tên này đứng yên này anh em. Ui, mũ ba. Ơ kìa. Không trúng luôn. Rồi. Mình phơm đi. Ơ, tên này bị treo máy à? Còn tên trên 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 nóc đang nhìn mình này. Trời ơi, cái này mà có cốc 8 nhờ. Cốc 6 mình bắn nó hơi khó anh em ạ. À, nhìn này. À, nhìn này bạn, rồi, nóc luôn này. Có công được không nhờ? Trời ơi, sao lại tàu lượn trên nóc này thì làm sao mà bay được? Ủa, bây giờ tàu lượn nó spawn ở trên nóc chung cư này sao mọi người? Trận nào mình cũng thấy nhá. Thôi, mình sẽ xuống, mình lấy con xe kia, mình công lên vậy. Dù gì thì bây giờ nó cũng cứu được rồi. Em mình cũng từ từ, mình không nên vội. Gạt được một rồi anh em. Bây giờ phun nước và quyết định công vào để chơi team này luôn này. Khả năng là team này là team bắn flare gun ở bên chung cư này ấy. Bắn xong rồi qua bên đấy lút hay sao ấy mọi người. Tại bên chung cư mình thấy có ai đâu. Đây, à, team này có xe Tesla luôn. Lúc sao ở này trước đã. Ui, có băng đạn siêu VIP luôn này. Được, có nó vết. Vẫn đang chạy một tên ở trên nóc. Đây mình sẽ công 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 cầu thang lên luôn nhá. Úi giời. Chạy trống à bạn ơi. Mình gạt đã. Có tên bên phải này. Rồi, thôi. Bạn đứng như thế thì bạn chết rồi bạn ơi. Vâng, các bạn thấy không? Đúng là cây ảo tưởng sức mạnh, bắn yếu dã man luôn. Gặp mấy ông mà sắp 3 mũ 3 thì bắn lòi kèn nó mới chết. M24 này, đổi M24 luôn. Có một cái cốc 8 nữa thì ngon. Ồ, có xe. Đi đâu đây bạn ơi? À, đổi xe, đấy, biết ngay mà. Hai tên. Ơ kìa, lại mũ 3 anh em ơi. Trời ơi. Ôi, chạy mất rồi. Từ từ bạn ơi, bình tĩnh. Vâng, cây này lắc ngang dã man này anh em ạ, đâm ra để mà control được cự ly xa như này rất là khó luôn đi. Nếu như mà là M4 trong tình huống đấy nhá thì cái ông mà bị một viên mũ 3 chắc chắn là sẽ rụng xe rồi. Nhưng mà cây này thì không. Cây này là cây ảo tưởng sức mạnh mà. Có con xe nó đang ăn thính hay sao ấy mọi người. Mình sẽ lấy đồ trước mặt đi. Mình nhìn không nhầm thì có một con bác ghi. Đây, dừng đây. Úi dồi ôi, biết ngay mà. Một viên này. Chạy đi đâu bạn ơi. Hình như là ông này không phải là cái ông. À, không phải cái team mà vừa đi con xe hai chỗ lúc nãy. Về khả năng là team khác. Đi bác ghi tới, ăn thính. Rồi, team mà đi xe chỗ không biết chạy đâu ấy. Check cái chỗ đi học muộn cũng không thấy luôn. Thôi có mỗi thanh niên ra ăn quả lẻ này thì chết rồi bạn ơi. Bỏ đi đâu bạn ơi. Đồng đội không thấy ra thì mình gạt luôn đấy. Vẫn chưa thấy ai công tới để gọi là cover cho ông này anh em ạ.
Ông này chắc là ăn quả lẻ, đâm ra là đồng đội đang khá là bực rồi. Sống chết mặc mày rồi. Tự ăn thì tự chịu rồi. Trời, tím mà đi ăn quả thính lẻ như thế này là dở rồi. Tham lam đấy anh em. Rồi mình sẽ xuống mình check phòng thính này xem trong thính này có súng gì nhá. Lại kiếm xem coi là ông này có cái cốp 8 không. Mình vẫn đang bắn cốp 6. À, vứt hết đồ ra đây rồi. Còn đâu ra chưa lút này. Vâng, có tên nào đang bay trên đầu mình ấy. Ở đây trước mặt này. Hạ ngay trên đồi dốc rồi anh em ạ. Đây, 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 được, mình sẽ dừng đây luôn. Có ông vừa bắn AUG à? À, hai tên luôn này. Từ từ nha. Nào, leo, leo lên đây làm gì bạn ơi? Vâng. Ăn một viên xong cái tụt luôn ạ. Đấy rồi, tên này cầm AUG này. Nhìn này, không headshot. À, nhìn này, trời ơi. Mình đang cần một cái cốc 8 dã man luôn ấy. Ui, sau lưng mình. Ui, vãi cả nồi ạ. Bạn nói sao nhở? Thì tên này nó cũng vừa 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 bay tới mọi người. Ẩn thân chi thuật dã man luôn. Không để ý cái là y rằng là sẽ bị móc lốp ngay. May mà quả đấy mình có con xe làm backup. Trời ơi, vừa nấp được cái tên trên kia không công được anh em ạ. Quả đấy mà không vướng cái tên sau lưng là mình công luôn rồi. Rồi, cứ bình tĩnh đã. Còn hai tên ở trên kia mình nốc lại thì mình sẽ công lại thôi. Lại 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 khều lại khều lại khều lại khều. Vừa một viên vào mồm chưa chừa. Nào. Muốn chơi nữa không? Này ngó tiếp này. Ơ kìa. Ông này hồi medkit. Hình như là có tên cầm ốp hay sao ấy, mình vừa nghe có tiếng đạn ốp, nghe rất là đanh. Không được rồi. Thật sự anh em là bình thường nha, cầm mấy cây M4 hay là cầm những cây súng đạn 7 ấy là mình công rồi đấy. Nhưng mà cầm cây này mình không tự tin lắm. Cho nên là mình té thôi. Mình lấy góc khác mình đấu xa đi. Đấy, tên kia có ốp nữa, không biết bắn ai. Mình sẽ lấy góc ở dưới này, mình quan sát một lúc. Đây, mình sẽ đứng tạm cái chỗ nhà này để mình canh luôn cái team này nhé. Team này ngoài bo rồi anh em ạ. Đấy, sầm mốc là tính công mình luôn ạ, dã man thật. Hay là qua nhà bên kia đi anh em ơi, đứng chỗ này mình thấy không an toàn một chút nào luôn đấy. Bên này có người cái là nó kẹp cho cái là tí nữa không chạy bo được. Ui, hết xăng rồi. Trời ơi, hết xăng đúng lúc vậy. Ui, rồi mình bị cái bọn trên kia bắn rồi. Toàn thế nhở. Đây, mình sẽ lấy ngôi nhà này mình canh thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình phải biết cách gọi là mình di chuyển trước vào bo cho an toàn anh em ạ. Có tên cầm ốp này hơi... Đây này à, tên này bị bay mũ rồi này. Ôi, cái gì đây? Một viên này. Mình cho bay giáp luôn này. Ui, ui, ui. Vãi cả nồi ạ, giật cá mình ở nhà, ngay nhà này luôn. Đấy, chỗ nào cũng có người anh em ạ, tí chết. Ôi rồi ôi, mày thế. Quả bắn đúng là bắn vào cái lồng ngực luôn ấy. Đau tim dã man luôn. Có một tên ở bên nhà bên trái mình đấy chứ. Kìa, thấy cái đứng trống kìa. À, nó dùng khiên rồi anh em ạ. Ông này IQ. Trời ơi, bị vướng mất cái tên bên trái chứ không thì. Này, lom khom này, một viên nữa này. Rồi, vậy là tên chỗ tròi với lại tên ở chỗ khiên thôi. Không được, không được, không được anh em ạ. Mình tính ra kia để mình đứng xem coi mà bị bắn sấp mặt chỗ này nó lại còn bị hở cơ. Thử ốp quả bom qua cái nhà này xem nào. Xử lý được cái tên nhà này thì mình... Ơ kìa. Ui ơi. Trời ơi, hoang mang quá anh em ạ. Không được rồi. Đứng đâu cũng chết mọi người ạ. Ui, nó công qua rồi này. Trời ơi, để nó công qua mất rồi. Mình sẽ ốp bom đi. Rồi, không sao. À, ốp bom lại này. Ui, tên kia chạy trống kìa. Đây rồi. Ui, trời ơi, chơi IQ với chúng tôi này. Cứ lên tin này rồi anh em ơi.
đỡ được một cái sức đè nặng ở trong cái bo cuối này rồi. Trời ơi, bây giờ bo nó lại thu lên chân kia. Bây giờ mình lại phải tiếp tục mình di chuyển vào bo thôi anh em ạ. Không thể công được qua cái nhà cái tên chỗ bên kia rồi. Mình phải ưu tiên mình vào bo trước. Bắn nhau ngoài bo là chết hết bo hết đấy. Trời ơi, bây giờ mới khó này. Bây giờ công lên trước mặt thì mới vào bo mà đang bị vướng cái tên sau lưng nữa. Cái tên sau lưng nó đi đâu rồi? Mình nghĩ nó sẽ di chuyển qua bên góc bên phải này để nó lên cái nhà trên kia ấy. Rồi, mình sẽ đi lên trên này được không nhỉ? Cứ đợi cho bo khép rồi mình sẽ đi cùng với lại viền bo cho chắc ăn. Uầy, chỗ này cũng ok. Ô, tầng 2 nhà trước mặt mình có người luôn. Mình sầm mốc, mình che cái đoạn này để mình công lên. Ôi, bên phải mình này. Biết ngay mà, cái tên lúc nãy sao ấy. Ốp bom đây anh em ơi, nó nằm rồi. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Công lên nè bạn ơi. Vâng, húng liều với chúng tôi này. Mình công qua luôn đi. Chỗ này như kiểu hai team ấy. Ui, nó dùng khiên luôn nè. Bạn ở đâu nhỉ? Uầy, uầy. Đâu ấy? À, nằm ngay sau khiên này mọi người. Rồi, cả liên luôn rồi. Hai tên luôn. Còn ba ông nữa. Ôi, chết rồi. Đừng mà 1v3 nhá. Di chuyển ngay ra góc phía đằng sau ngay lập tức thôi anh em ạ, không tìm kia nó công tới đấy. Để mình cài lại cái nút khiên xem nào. Thề với anh em, nút khiên này để chỗ này nhiều khi không dùng được ấy. Đây rồi. Mình phải di chuyển vội thôi, không thể gọi là kịp lút được xác hai ông kia để kiếm thêm ít sập mốc nữa. Bây giờ chỉ có vòng bên phải thôi là an toàn. Nhưng mà lúc nãy mình vừa nghe thấy có tiếng bom. Hay là vẫn còn hai team nhỉ? Kiểu sập mốc kìa. Như kiểu vẫn còn hai team hay sao ấy mọi người? Đúng không ta? Ồ, hai team thật anh em ạ. Kìa, tên kia. Trời ơi, tưởng nó chạy ra ngoài, nó lại chạy vào trong. Thế là tên kia bắn chết luôn rồi. Vậy kiểu này chắc là 1v2 rồi anh em ơi. 1v2 rồi. Nó trèo lên nóc, nó canh mình rồi anh em ạ. Chỗ này như là vẫn đang trong bo phải không ta? Đúng rồi. Ui, nhưng mà cái bo tiếp theo lại về vào team này rồi. Hay, bây giờ làm sao để nốc được một thì mình mới công được. Khó phết đấy. Ui, nó ốp bom này. Nó biết mình rồi anh em ạ. Nó biết mình rồi. Từ từ nha. Từ trên nóc kìa. Nóc được cái tên này thì là mình công được này. Kìa. Trời ơi, đang tính dùng khiên. Ui. Ui. Thôi thôi thôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Toang rồi. Ăn quả bom còn chấm máu luôn ạ. Thôi khó rồi anh em ơi. Cầm cái này không thể sấy được. Ui, nó còn công nữa chứ. Nào bình tĩnh nào các bạn ơi. Làm gì mà căng thẳng vậy. Ui, nó công rồi. Này thì công này còn một tên nữa thôi. Yếu chưa? Chết đi bạn ơi. Trời ơi. Lộc 19 là đây chứ đâu nữa. Anh em thấy được không? Trời ơi. Ai cả nồi, tưởng của đấy top 2, anh ở top 1 anh em ạ. Cây súng này tầm gần nói chung là cũng được phết đấy. Mỗi tội là sấy xa nó hơi bị ngu thôi. Ok, rất cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi nha. Các bạn thích clip này thì đừng tiếc cho mình một like và một nút cái kênh để ủng hộ nha. Bye bye anh em nhau.